hoan nghênh những fan hâm mộ đến từ các quốc gia khác nhau. Bây giờ là lúc vòng chung kết của giải Oscar. Ai sẽ là người chiến thắng vòng chung kết và thách đấu với ngài Danjo với cuộc đua cuối cùng đây? Bây giờ là lúc các tay đua tiến vào trường đua. Đầu tiên là Jin Hae và quái thú của cậu ta. Những người mới này đã làm cho trường đua dậy sóng. Liệu họ có khả năng tiếp tục chuỗi chiến thắng trong ngày hôm nay không? Chiến, cố lên Chiến, chúc anh may mắn. Rồi ra, rồi ra. Cậu đang chiếm công hình của mình á. Tiếp theo là vết theo Baskerville và quái thú của cậu ta. Cái gì vậy? Họ là người hâm mộ của Bethel hết hả ta? Hoàng tử trường đua nổi tiếng với sức mạnh đáng kinh ngạc và năng lực không thể ngờ của cậu ta. Chúng ta đang chờ đợi một màn trình diễn trên đường đua ngày hôm nay của cậu ta. Phát phát, khởi động đường đua. Raka, cố gắng lên. Mình biết chúng ta có thể cùng nhau giành chiến thắng. Rửa đã. Cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thắng được đâu. Chúng tôi mới là người chiến thắng. Chuẩn bị. Bắt đầu. Tiến lên, đạt lên tôi. Cuộc đua cuối định mệnh của giải Oscar Runquist chính thức bắt đầu. Cuộc đua chỉ mới bắt đầu thôi mà cả đường đua đã nóng lên hết rồi. Tiến hành, đi thôi. Giờ đến lượt chúng ta. Biến hình Bitcoin. Không nhanh vậy đâu. Cậu ta đã dập đi luôn hả? Coi chừng. Đặc kích Bitcoin. Bethel, cậu ta kinh khủng thật. Cậu ta biết bộ chiêu thức kết hợp đó sẽ tấn công, nên đã triệu hồi bộ chiêu thức Mega cùng một lúc. Hơi thở bóng đêm. Cẩn thận. Chạy ra khỏi chỗ đó. Để tôi xem thực lực của cậu thực sự tới đâu. Kết thúc cuộc đua này nhanh lên, để tôi còn đấu với Danjo nữa. Cái tên nhóc con này. Vettel, ngươi còn đợi gì nữa? Triệu hồi sức mạnh của Albus đi. Ông đừng có xen vào. Ngươi nói gì? Cuộc đua là của tôi và Darken. Chúng tôi sẽ dùng sức mạnh của chính mình để hạ gục đối thủ. Thôi đi, tôi nói câu đó mới đúng. Tiến trình ghét tiến quá. Ha!
sao hắn dám cãi lại lệnh của ta? Vettel, ta sẽ không kiên nhẫn nữa đâu. Chúng ta nên làm gì đây? Dù hắn ta muốn hay không cũng phóng thích sức mạnh của Albis, đánh bại chỉ là ưu tiên hàng đầu. Vettel có xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng. Dạ tuân lệnh ngài. Kukoma, Kukoma, hạt giống sức mạnh của Albis đang ở trong người của Daken. Đã từ lúc phát huy sức mạnh của ngươi rồi. Cứ ra bầu trời đột nhiên tối sầm lại như mực và hình như Daken đã bắt đầu công kích bằng toàn bộ không lực. Có phải là đang bị mất kiểm soát không? Destro, không lẽ ông phóng thích sức mạnh của Albis phải không hả? Đáng ghét, chúng ta cần phải tìm ra điểm yếu của nó. Hả? Đó chính là điểm yếu. Đúng rồi, mình đã tìm được rồi. Robert à, nhắm vào khe hở ở giữa trung tâm lồng ngực của nó. Duncan! Tên ngốc đó thật là đáng khinh bỉ. Tiếp tục đi Vettel. Ngươi càng giận dữ thì ngươi cùng với quái thú của ngươi sẽ rơi càng sâu vào trong bóng tối hắc ám. Giả kết nghiền nát thắng thành tro bụi. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả công chúa? Mặc dây chuyền phản ứng với sức mạnh của Vettel, diện mắt của cậu ta chuyển sang màu đỏ rồi. Công chúa vừa mới nói vậy. Đúng rồi, hạ gục hắn đi. Daken tức hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Đến vòng đua cuối rồi. Anh Jin, cố gắng chịu thêm chút nữa. Jin, làm ơn Jin. Tỉnh lại đi Vettel. Đám đông đó, họ đang reo hò cho cậu. Tôi chắc chắn cậu cũng nghe thấy. Cậu nói cái gì? Anh sẽ chiến thắng. Anh sẽ chiến thắng. Chúng tôi ủng hộ cậu. Sẽ chiến thắng vào nguyên nhân là đừng làm những chuyện khiến cho cậu phải hổ thẹn trước những người ủng hộ cậu. Không lẽ cậu không biết sức mạnh đó đang ăn mòn cậu như thế nào hay sao? Im lặng đi. Không một ai trên thế giới này có thể ra lệnh cho tôi. Cậu đừng hòng có ép tôi từ bỏ như vậy. Vụ nổ chỉ diệt. Chuẩn bị Robert. Vettel, cậu đúng là đồ ngốc mà. Tại sao chỉ là một cú đấm bình thường thôi mà lại có va chạm lớn vậy? Cú đấm của Robert đã đẩy lùi đầu tấn công của Daken rồi. Nhìn bên kia kìa. Tài sản của Robert đã mất tiêu rồi kìa. Đáng đời cậu lắm. Trong cuộc đua mà cậu dám dạy đời tôi sao? Cậu sẽ không bao giờ hiểu được sức mạnh thuần khiết trong tay của cậu đâu. Destro phải do tôi hạ gục, nên cậu hãy tránh sang một bên đi. Tôi nghĩ là chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nữa hết. Jin, cậu định làm cái gì đó? Ngọn lửa quỷ diệt.
tôi đã chiến thắng. Bây giờ cuối cùng thì tôi đã có thể... Mọi chuyện vẫn chưa xong mà. Gì hả? Chưa đã. Tiếp chiêu đi. Vũ cánh sao băng của nhau. Không thể nào. Nhanh lên Đạt Cơ, cậu hãy mau đứng dậy đi. Giải thích, người chiến thắng là Chiến Hay. Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi thưa quý vị. Người chiến thắng cuối cùng của giải Oscar Rangnick là ngôi sao mới nổi của chúng ta. Xin hay, xin cho chàng pháo tay.